được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của chú Phương nha. Thì mẹ mình vừa mới mặn thịt xong mấy con cá lóc chiến luôn rồi nè cả nhà. Mình đã dành được nhiêu đây nè cả nhà, cũng nhiều lắm á, con to có, con nhỏ có. Hôm nay thì hai mẹ con mình sẽ làm thịt nó để mà mình làm món ăn hôm nay để đãi cả nhà nha. Có mấy con nhỏ thì mình thả thôi cả nhà. Mấy con to mình chỉ lấy mấy con to thôi. Lấy mấy con bự nè. Đó. Mới bên đây. Còn mấy con nhỏ này mình đem mình thả nó, đem trong mình thả. Mình lột da nó xong xuôi hết rồi nè. Có con to nó được trứng nữa nè. Thì hôm nay á mình sẽ nướng sa tế cá lóc chiến mời cả nhà nha. Mình đốt bếp củi ở đây nè, đốt bếp than đây nè, tí xíu cho nó có than. Trong lúc mà chờ có than á thì mình có sa tế nè. Bây giờ thì mình sẽ nêm vào ốp vào trong con cá của mình luôn để tí xíu nữa cho nó ngấm gia vị rồi mình nướng. Trong sa tế này thì mình có nêm bột ngọt với lại là nước mắm á. Thì mình ốp nha. Mình sử dụng một hũ sa tế luôn á. Để tí xíu là ngấm vô là nướng ngon luôn. Cá lóc chiến này thì cả nhà cũng có thể là làm nhiều được nhiều món ngon lắm. Mình có thể là nấu canh chua nè. Rồi mình mình kho khô sả nè. Mình nướng nè. Rồi mình có thể là đâm khô nữa. Đâm khô nè, đúng rồi. Khô là món cực kỳ là đắt tiền luôn trong các loại món về cá lóc chiến luôn đó cả nhà. Khô thì mình cứ lọc da thế này nè, rồi mình ốp gia vị rồi mình làm khô. Thịt nó rất là ngon luôn á. Mình để ra cho ngấm gia vị nha cả nhà. Mình nướng nha. Có than rồi. Quay cái đầu cho nó vô than miệng hồi cho nó chín để cái phần đầu nó ở cái phần lưng đó nó dày hơn. Mình để lên cái là nó ráo, nó hút cái tinh thịt nó ráo. Thank you.
tí xíu nữa mình review cho cả nhà nghe. Ôi trứng cá lục kiến nó nhỏ bụp bụp luôn. Mình nướng chín vàng hết rồi nè, giờ để mình sắp ra dĩa nha. Ui ngon quá, cái con này to đùng luôn nè. Nâu luôn. Đây là trứng. Trứng nha. Đó. Thì ở đây cả nhà thấy ở đây là mình có me nè, me non nha. Me non mình đặng mình cặp với lá phía dưới, cả nhà thấy đó là lá cách. Lá cách đặng mình cuộn chung với cải. Đây là cải mà loại mình làm dưa chua. Đây là dưa leo. Thì mình thì á, mình hết chấm nước mắm me. Đây là nước mắm me của mình. Đó. Bên này có dưa leo của mẹ mình nữa. Mẹ mình thì chấm với cái này là mắm nêm nha cả nhà. Rồi. Thì mình mời cả nhà thưởng thức nha. Nha, mình có lá cách nè, mình dùng lá cách đang mình gói hai lá nha. Lá cách này mình chọn lá non, nó ngon lắm, không có non lắm, non lắm thì nó hơi bị đắng, nó cũng vừa vừa non nè. Dưa leo, dưa leo, dưa cà, cải chua, đây là cá.
Cá lau kiến này á, thịt nó đẹp thế, xói xói vậy nè. Cho mẹ miếng nè. Con đưởng đâu mẹ để nguyên cái con nó lên. Đưởng mẹ để nguyên con lên đó mẹ gói. Con đấy mẹ cầm lên con hết hồn chân vậy. Rồi rồi. Này, mày cái nhà à bạn thiếu mẹ nào. Mình thử cho mẹ nào này. Không có nha. Này là lá đinh lăng. Đinh lăng. Đinh lăng giống như bạn lăng. Đinh lăng, cây đinh lăng đó. Nhà chấm mắm nêm, mình chấm mè. Mắm mè. Cái này mình chấm với muối ớt cũng ngon nữa cả nhà, tại mình gói rau nên mình chấm này cho có nước nước. Đây mời cả nhà. Ngon. Đây cái gì? Chua chua. Của mẹ chắc không chua rồi. Chua. Mê non à. Con để nguyên trái mê non vô luôn. Cái này gói thơm nữa nè. Chua. Nó chua không? Thấy trái mì non á. Thì con cắn nguyên trái mì non mà. Mà cái me này nè. Me này lỗi trái nó có bự nha. Sao trái nó miết mà. Chưa già. Không, không biết là do mình nhìn nó khác biệt chứ mẹ kia. Nó bị đẹp á. Đây cái gì? Đây cá nè. Mình kéo cái thịt nó ra xới 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 vậy luôn nè cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Nè. Thấy ngon ghê không? Đây nè, mình kéo nè. Đây mình kéo vô đây nha coi. Đây. Nhà lặn lên vậy cái nhà kéo xuống rồi. Đó. Như thịt gà. Như thịt gà thiệt luôn á. Rất là ngon nha. Mình để lên nè. Cái nhà thấy nó lên cái màu đẹp không. Cái mình cho dưa chua lên. Đây nè. Gió nha. Gọn thơ luôn. Chấm nước mắm mè nè. Cái này mình làm á. Đem trứng trong bụng mới lại nha. Nó vàng mà nó có hột 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 á. Ngon á. Cái sọt. Cái dẻo hả? Ừ. Cái dài thôi.
Ngon quá. Còn thịt đâu kiếm mà. Nó chỉ có một cái xương to như thế này thôi cả nhà, với mấy cái xương nhỏ nhỏ cong dài dài nè, nó nằm ở bên cái phần bụng của nó thôi à, chứ nó không có xương nhiều. Vậy là xong á. Đúng. Nó ăn quá. Ừ. Nhà coi nè. Dễ dàng tách thịt luôn. Như thịt gà luôn, ngon hơn thịt gà mình đó, ngọt hơn. Thì mình nướng ra còn nóng mình ăn không? Đó. Thịt nó nguyên đường này không nè. Thịt không à? Ốc xương. Xương đường giữa dưới xương bụng không à? Mà nó xương to không chứ không có xương con. Mẹ nè. Còn gì nữa không ta? Đủ rồi không? Đó, cũng. Ừ. Ừ, trúng cục nha. Hôm nay thì mình xin phép dừng video đây nha. Cả nhà cho mình xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ hai mẹ con mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.